Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ về tội gây rối trật tự công cộng được tiếp tục vào sáng 23 tháng 3 năm 2021. Tòa xét hỏi bị cáo vì sao ngày 28 tháng 6 năm 2018 đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận quay các phim chửi bới, mạt sát cán bộ tòa, gây mất an ninh trật tự, thì bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ bất ngờ phủ nhận toàn bộ lời khai từ ngày khai mạc phiên tòa hôm 18 tháng 3 và phủ nhận cả các lời khai mà bị cáo đã khai tại cơ quan điều tra trước đó. Bị cáo Nữ cho rằng sáng 28 tháng 6 năm 2018 có đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhưng không quay đoạn phim nào cả. Chỉ buổi chiều ngày đó có đến theo lời hẹn của chánh án Biện Văn Hoàng là người nay đã nghỉ hưu nhưng không chửi bới ai cả. Thậm chí sau khi xem các đoạn phim chửi bới được tòa lưu trữ, bị cáo lại phủ nhận một lần nữa và cho rằng các đoạn phim này mình quay từ ngày 21 tháng 6 năm 2018 chứ không livestream như cáo trạng cáo buộc. Tại tòa, bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ vẫn đòi tòa cho đối chất với nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận Biện Văn Hoàng để làm rõ mình quen biết, rất thân với nguyên chánh án và được hẹn gặp vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2018. Bị cáo Nữ còn cho biết mình còn nhiều đoạn ghi âm nói chuyện với ông Biện Văn Hoàng nhưng còn bí mật chưa công bố được, phải có Biện Văn Hoàng mới công bố. Tại tòa, người làm chứng là cán bộ phụ trách kỹ thuật của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã khai toàn bộ những gì người này chứng kiến Trần Thị Ngọc Nữ cùng những người đi cùng đến quay điện thoại rồi la lớn, ồn ào tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Dù tại tòa ngày 23 tháng 3, bị cáo không thừa nhận, nhưng theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Thiết, các chứng cứ là 8 đoạn phim đã được lưu trữ và giám định, đúng là lời nói của bị cáo và không bị cắt sửa. Cộng với lời khai của người làm chứng tại tòa, phù hợp với lời khai của chính bị cáo đã khai trong các bút lục tại hồ sơ. Do vậy, hoàn toàn có đủ căn cứ để kết tội bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ gây rối trật tự công cộng tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, như cáo trạng đã nêu.